Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xác minh hai bước ngay trên kênh YouTube của chúng ta. Thì hiện tại YouTube đang cập nhật thông tin mới nhất, đó là khi người mới tạo kênh YouTube thì cần phải xác minh hai bước ngay, mục đích để bảo vệ tài khoản Google cũng như là bảo vệ tài khoản kênh YouTube của chúng ta để tránh bị mất kênh YouTube đáng tiếc. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì mọi người hãy cầm điện thoại của mình lên và làm theo hướng dẫn của em nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào trình duyệt Chrome, mọi người đăng nhập tài khoản YouTube của mọi người nhé. Đấy, mọi người đăng nhập tài khoản YouTube chính của mọi người gõ trên thanh tìm kiếm ứng dụng này m.youtube.com nhé. Đấy, sau đó thì mọi người đi cho em. Ok, thì đây là giao diện bằng điện thoại, thì bây giờ chúng ta phải chuyển sang giao diện bằng máy tính nhé. Thì mọi người ấn ba dấu chấm ở góc phải trên cùng cho em, sau đó mọi người kéo xuống, mọi người nhìn là trang web cho máy tính này, mọi người ấn cho em. Ok, như vậy là chúng ta đã chuyển sang giao diện bằng máy tính rồi. Đấy, bước tiếp theo là mọi người sẽ ấn vào cái hình ảnh đại diện logo kênh của các bạn ở góc phải trên cùng như này, mọi người zoom lên, sau đó là mọi người kéo sang bên phải này. Đây, đấy, ấn vào cái ảnh đại diện logo kênh của các bạn nhé, ấn vào. Sau đó là mọi người sẽ nhìn thấy chữ là YouTube Studio này, thì mọi người ấn vào. Ok, sau đó thì mọi người sẽ nhìn thấy cái logo chữ tiền này ở góc trái bên cùng này. Đây, đây mọi người zoom lại, đấy, gần chữ C này, cái chỗ đánh dấu bản quyền đấy. Đấy, ấn vào cái logo chữ đồng tiền này. Đấy. Đây thì mọi người sẽ nhìn thấy cái chỗ xác minh hai bước đây, mọi người zoom lại. Đấy, xác minh hai bước ngay thì mọi người ấn vào phần bật ngay cho em. Ok, bật tính năng xác minh hai bước. Bạn sẽ được chuyển hướng tới phần bảo mật trong tài khoản của Google để bật tính năng xác minh hai bước cho tài khoản của mình. Đấy, thì bây giờ việc này sẽ giúp bảo vệ được cái tài khoản của bạn khỏi việc bị xâm phạm hoặc bị tin tặc tấn công. Đấy, nghĩa là nó bảo vệ tài khoản của chúng ta. Chúng ta ấn tiếp tục nhé. Ok, sau đó là mọi người sẽ nhập cái mật khẩu cái tài khoản Gmail mà mọi người đăng ký với kênh YouTube nhé. Đấy. Nhập mật khẩu thôi. Đấy, sau khi mọi người nhập mật khẩu xong rồi thì mọi người ấn tiếp theo cho em. Rất đơn giản thôi mọi người ạ. Ok, đây, xác minh hai bước. Đấy, thì chúng ta cứ ấn tiếp tục cho em đi. Sử dụng số điện thoại của bạn làm bước thứ hai để đăng nhập này. Ấn tiếp tục này. Đấy, cứ ấn tiếp tục cho em. Tiếp tục là chúng ta nhập cái số điện thoại của chúng ta vào nhá. Đấy. Mọi người nhập số điện thoại của mọi người vào. Sau đó là bạn muốn nhận mã bằng cách nào? Tin nhắn văn bản hay là cuộc gọi đến, thì em sẽ nhận bằng tin nhắn văn bản nhé. Mọi người zoom nhỏ lại, ấn vào phần gửi này. Ok, thì bây giờ chúng ta thoát ra này. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần tin nhắn của chúng ta, nó sẽ gửi về nhé. 574976. Ok. Sau đó là chúng ta ấn tiếp theo. Ok, đây, nó sẽ bảo là bật xác minh hai bước, bước thứ hai Google này. Đấy, rất là tuyệt vời này. Bạn sẽ duy trì ở trên cái điện thoại của mình, Huawei và điện thoại của bạn iPhone, thì nó sẽ hiển thị như vậy. Sau đó là ấn bật. Đấy, rất là tuyệt vời, như vậy đã đây đang bật này, xác minh hai bước đang bật này, rất là tuyệt vời, rất là nhanh chóng thôi. Đấy, thì với cách làm này thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái tài khoản Google này và tài khoản kênh YouTube của chúng ta để bị tránh hacker đánh mất kênh YouTube của chúng ta. Ok, bởi vì rất là nhiều người cũng đã bị mất kênh YouTube của chúng ta, ví dụ đặc biệt kênh của Jibin ấy cũng bị mất kênh YouTube đấy. Đấy, chỉ trong vòng có một nốt nhạc thôi. Ok, thì trong video ngày hôm nay thì em cũng đã
đã hướng dẫn cho mọi người cách xác minh hai bước trên kênh YouTube rồi. Thì mọi người xem video này thấy hay hữu ích thì mọi người nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube ủng hộ giúp em để em có động lực ra những cái video mới nhất của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.